Thursday. Xin chào các quý vị khán giả của Đẹp 24/7. Quý vị thân mến, áo cardigan lại là một món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của mỗi cô nàng. Đẹp, phong cách, tự tin và cá tính, áo cardigan dễ dàng khiến cho set đồ của bạn trở nên ấn tượng hơn. Tuy nhiên thì ai cũng phải công nhận rằng áo cardigan vừa dễ mặc lại vừa khó mặc, chưa kể là mỗi dáng áo cardigan lại phù hợp với từng set đồ khác nhau. Vậy nên ngày hôm nay chúng ta hãy cùng đi giải mã bài toán này nhé. Thursday. Thiết kế duyên dáng thanh lịch đặc trưng của áo cardigan khi kết hợp với vẻ ngoài gọn gàng và lịch lãm của áo sơ mi trắng sẽ giúp cho bạn có một set đồ hoàn hảo, giúp bạn tự tin trong mọi hoàn cảnh. Cách mix cardigan dáng dài với chân váy cộng với áo thun hay là áo sơ mi ở bên trong thì cũng là một tuyệt chiêu giúp tôn lên sự dịu dàng và nữ tính cho các cô gái. Cardigan với váy liền thì cũng là một ý tưởng độc đáo. Áo cardigan sẽ trở thành một nét nhấn nhá cho set đồ của bạn, sẽ giúp cho bạn trở nên cá tính và đặc biệt hơn. Kính thưa quý vị, chỉ cần một chút khéo léo trong việc lựa chọn và kết hợp trang phục thì chúng ta đã có ngay một set đồ ưng ý rồi đúng không ạ? Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại!